sáng nay tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh đắk lắc ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ nguyễn hòa bình đã thăm làm việc và tặng quà cho học sinh tại trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông hoàng việt thành phố buôn ma thuột sau khi tham quan cơ sở vật chất và nghe báo cáo từ phía nhà trường phó thủ tướng thường trực chính phủ nguyễn hòa bình biểu dương lãnh đạo địa phương đã thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục với tầm nhìn xa hiện đại dành một phần diện tích đáng kể để xã hội hóa xây dựng một ngôi trường khang trang hiện đại đào tạo toàn diện cho học sinh Điều này cũng thể hiện sự đúng đắn trong chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước trong những năm vừa qua. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục nỗ lực trong công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, không ngừng bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung tri thức, trong đó tập trung định hướng chuyển đổi số, giáo dục số.